It's your turn to bang. Đại Dương ơi, mẹ cày quá, đúng về bác. Đi rắc nấu quỳ nữa, để luôn đi rắc nấu quỳ hoài lắm. Đã bao đêm tí trong bóng tối, nghĩ đến ai mà tí nhói lòng. Ấy cây cối à, cây cối à? Càng quá nhở, cây cối. Đi thôi. Ừ, làm dọn đây. Để mà đi đấy. Đi thế. Không bắn được, không bắn chết cây này. Hello sĩ nhá. Bắn. Dọn được hợp lý rồi, đã thấy tiếng dọn đấy mà đầu mày. Rồi, muốn đánh. Đấy con nào cover được em, nó có con hình áp lực đầu game, không bắn được. Ui, rồi nữa kìa. Đây, có gì đâu, mấy cái thành kia as the world changes, magic must remain the same. Ủa, đánh ghét về à? Đây, đây, chỉ anh em đánh rồi, ok chưa? Mày lỗi game. Ây, bị ra, vãi lộn. Omega thầy ơi. Thầy đánh con rồi mà nó ra con Omega, vãi lộn, bịp rồi. Ui, con tướng này phế lắm thầy. Mình không bảo kê được đâu. Năm người đâu. Con này counter Van Helm với Omen á, ghê lắm. Omega đấy. Lừa quá rồi nào. Omega. Omega. Làm gì ta đánh có uy tín. Lừa quá. Phá game thôi. Con này lỗi game á. Phá cái lồn nó phải lỗi game á. Biết không cóc. Omega ghê á. Đúng mà. Em biết cái đề thấy con SB tập này ra sao chơi thấy. Thầy lúc nào sao để tính đến con Roy đấu má thì đéo là tính ra con Omega để nhục nhã luôn. Thật là kia nó vào đây chắc vỡ đầu luôn đấy. Không sao, đánh lấy game thì cover đánh được mà. Sợ cái đéo gì. Ga này chỗ cuối là counter game á, counter Omen ông một cái đấu vào sấy vỡ đầu. Thằng kia đó. Đánh nó không đúng với cái bài bạn đánh toàn lỗi, em đánh toàn lỗi thì đỡ nào được. 26. Tí tiểu tèo teo. Trận này em lỗi rồi, lâu lâu cũng phải lỗi trận chứ. Sao mà ghi mãi được. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Má là một bài tổ. Là một tổ Omega. Trận sau 5 giây. Lo được Omega này. Ghê lắm, Omega ghê lắm. Tập Magic Creates. Nhờn với chúng tôi. Anh về ngay này, về ngay, làm gì đó. Về ngay. Nếu khỏe không thầy? Omega có khỏe không thầy? Nhờ với chúng tôi. Ngày mai hôm nay biết ngày hôm nay đi cứ sức. Nào hôm nào ngày mai thì mai ngày có khi ngày mai chúng ta không được gặp nhau luôn á, tin không? Sao mà biết được trước ngày mai như nào? Mày tí nó mày cái lại gần đất xa trời sao? Làm sao? Sống mà cứ sợ ngày mai. Lâu bạn gì nữa? Ai để bút bẩn đó bạn ạ? Bút bẩn ạ. Tổ lực cao cao á. Ê, bút bật ơi, VZ thôi, bút bật à. Thôi làm đi. Đây. Tráng về, đỡ lắc kè. Nhồn với ai. Nhóc mày Omega, nó phải tổ ấy. Mọi người kiếm nào. Omega. Đúng á, đấm, lọt đấy. Hơi sợ còn cày quá. Nó counter mấy con gọi là tướng đánh tay rồi chứ còn... chiêu điểm cày là hơi mệt đấy. Zomelo Luka cày. À, kiếm cục máu ạ. Ông bầu showbiz. Bình phàn nha, thôi về ngay. Đi. On một lần hai á. Có choáng à, Omega có choáng tím hết. Ôi, đánh luôn. Nice, chơi em ơi. Cái này á. Chạy đi. Ê, về ông ai. Cày cối với chúng tôi. Cày với ai. Ngay.
Nó xịt cái. Omega. Tổ Omega đấy. Kìa vậy, hay kìa vậy. Tiến lại, lại phải win. Phải win rồi, về ngay. Nó đỉnh mạnh nhỉ. Một ngày nào đó với mạnh không còn buồn nữa đâu. Bước qua nỗi buồn, trước mắt toàn là hồ sơ. Về ngay, về ngay, về ngay, đón cái sổ đơn tông à. Nhớ đúng không? Quay, vòng đu quay, cứ mỗi phút giây lại càng bay lên cao. Tôi giả bớt hai, kìa, đi. Vòng đu quay, cứ mỗi phút giây lại càng bay lên cao. Gà mà không cay là con gà ngủ. Gà mà biết cay là con gà mà đô. Anh về ngay là sao? Sao? Lùi cái em này. Ai không làm đây? Tí, đèo. Ôi chả bề. Ai không kéo? Tí, ai không kéo? Đèo. Hello mọi người. Đèo. Tí đi ra đường. Tí đi ra đường. Our Slayer Lane Tower is under attack. Về ngay. Người ta thấy. Hết lính. Lính nhanh là clear nhanh để ganh nè. Đây xuống đây làm việc hàng ngày tính tiền ngày thôi, có gì đâu. Cái gì đâu, chưa cuối đẩy về nè. Thế là đẩy lá để xe hàng, ê, có tổng biến này. Ừ, đồng anh kinh ngon về đây, về đây. Nói ăn, nói. Đẩy luôn, cái đó, Lùi anh em ơi, lùi anh em ơi. Không phải là lính đúng không? Không phải là lính đúng không? Đi. Làm sao đẩy ra hắn nè. Đúng rồi. Có phải tổ lên cao cao ấy. Đấy á. Chắc ỉa luôn. Tí rất nhìn thấy con bài Omega ỉa luôn. Đúng á, ỉa ngay. Nếu mà solo kill. Đòi nhờn với chúng tôi ỉa ngay. Nếu mà solo kill. Đòn hạt, chơi, làm việc với ngày đón bữa xanh này, đi rác đâu. Rác ông bầu Sobi đâu. Thằng này nhờ đúng không, bình ôm lót nhờ đúng không. Cái con nhỏ đúng không? Rút của trai, anh em rút luôn ạ. Thôi lại cái trụ này đi, ai không kéo lấy trụ ai. Một cái trụ giữa hai. Chừng cây cối về đó. Rồi anh em rút. Sách luôn đi, mấy anh em đóng sách luôn đi. Cây cối anh em không bao giờ nghĩ cho tèm hết. Không bao giờ sách luôn, đánh mà tầm. Hello Hải chiều nhỏ đánh đến mà tầm thứ 6 mà các bạn có sách cần cây đầu mày nó tật luôn cây nữa là cái củi luôn nào, cây củi nào phát gãy. Không bao giờ nghĩ là những người đồng đội lên đi do đâu farm từ nãy đến giờ farm ít thôi chứ vậy là thôi. Đúng rồi, hai món đồ phát thứ 6 đồ mày đánh game thôi chắc đầu hàng. Con thứ sao mày đây. Ê đợi bùm bẩn à, giải cho anh em, cây cối với chúng tôi à, đây, quy luôn, đúng quá vào đây, bắt đầu á, sợ bên cù vừa sợ rồi, cù đầu má bị lùa chạy rẽ đất. Tao vàng thấy chơi bắn mũi cả một sấy là chết rồi. Lùa bên cùng. Đây, em cứ đánh đi, lính vào đây thì chạy vào đâu. Trời ơi, Trận nữa đây.
lo được tí. Mấy cái danh này có gì đâu tí. Thử mua ai em thấy ai chơi rồi hack vàng thấy ai á. Trời ơi, đánh đến hôm nay đánh đến 8 giờ sáng rồi thầy. Con đi lắc đã mạnh nhất mít chưa thầy? Mạnh gì con này tù lắm anh em, đánh tù cái này. Nhưng mà bạn này bạn đánh hay, bạn tem mình đánh hay, biết đánh. Nó có tác dụng thì còn đi giáp thầy được không? Về với bạn này.